Trung tâm điện tử anh Phương xin chào các bác. Vâng, lại là anh Phương đây, Phương Mỹ đây. Bây giờ thì gọi là Phương GB, Phương Mỹ để Phương Súp. Chắc chắn rằng là ngày hôm nay anh Phương sẽ gửi tới các bác một vài cái modem sản phẩm hàng Mỹ. Đầu tiên đó là một lô đẩy Crown của Mỹ, hàng mới về chiều qua. Các bác quan sát đây là đẩy 2004, đẩy Crown 2004, mặt mũi sáng sủa, đẹp trai, khoai to. Đấy. Những con này thì ghép vào dàn máy nó quá nổi bật và quá xuất sắc luôn. Đấy. Các bác quan sát kỹ cho em, đây là gọi là con thứ nhất. Đấy. Con thứ hai có 3 con rồi các bác. Đây là con thứ hai. Và đây là con thứ ba. Đấy. Crown Macrotech 2400 VZ 2400. Con này thì công suất của nó khoảng đạt từ 800 cho đến 1200W một kênh. Nó có thể đánh được những cặp loa bát 40, cặp loa 30 hoặc là súp 50 đều đánh được. Đấy. Đó, những anh em nào ví dụ chơi hai quả súp thì có thể đánh con này đánh tốt. Hai quả súp đơn 50. Hoặc là hai cặp bát 30 đánh được. 938 thì chúng ta có phải đánh con này, 838, 938 phải đánh dòng 2004 này thì nó mới ra được tiếng bát. 1002 thì hơi đuối. Thì đây là những con đẩy Mỹ về khá đẹp. Các bác quan sát tổng thể. Tổng thể khá đẹp. Về máy móc anh Phương sẽ giới thiệu các bác. Nhiều anh em là thích những con đẩy Crown 2004. Bởi vì những con này thì nó là cái đời trước của con 2402. Đấy. Và anh em thích cái con này là con nó có đầy đủ các cái sò của nó. Các bác nhìn thấy toàn bộ là sò xịn luôn. Đấy. Và đặc biệt là anh em thích là vì nó chạy hai tụ Philips to khủng bố luôn. Đấy, hai tụ Philips. Hai nguồn riêng biệt cho hai vế. Con này chạy điện 220. Nó rất là phù hợp với nguồn điện của Việt Nam chúng ta. Các bác nhìn Mỹ nó đóng gói rất là chắc chắn và nó rất là cẩn thận, đúng không các bác? Nhìn đúng là dòng của Tây nữa các. Dây giác rất gọn gàng và rất khoa học. Cho nên là tại sao nó bền, các bác nhìn quan sát cái linh kiện của nó. Nó trông cái nào nó ra cái đấy. Từ cái con ốc này các bác nhìn bao nhiêu năm nó vẫn không han gì gì, nó vẫn đẹp. Nó bền vì các linh kiện nó chuẩn các bạn. Với này ở đây các bác quan sát là lâu rồi em không mở cái nắp đằng sau ra. Chứ còn các bác quan sát thì thấy rằng là con này nó chạy 3 vỉ riêng biệt, xử lý tín hiệu cho nên tiếng của nó rất hay. Tiếng bát sâu vời vợi luôn. Đây là con thứ nhất này các bác quan sát. Đấy. Máy nét trong veo luôn. Đấy. Đẹp. Hai tụ Philips. Những con này là đẩy Crown Macrotech 2400. Thì những con này nó có giá tầm khoảng 19 triệu một con các bác nhé. 19 triệu một con. Có 3 con. Ok chứ các bác. Đánh với loa Mỹ thì nó quá hợp. Riêng đẩy Crown đánh với loa Mỹ nó quá hợp. Bởi vì là loa Mỹ tại sao nó hợp với Crown. Bởi vì các bác hình dung nó cũng giống như kiểu là hai nghệ sĩ mà biểu diễn gọi là trên sân khấu, một nam một nữ. Thì nói chung là để mà cái bài diễn nó đạt xuất sắc thì đương nhiên là nữ cũng phải giỏi mà nam cũng phải cực kỳ xuất sắc. Thì lúc đó các cái động tác nó mới ăn khớp với nhau. Cũng giống như loa mới đẩy như thế. Ví dụ cái loa Mỹ nó ra được các cái giải, đầy đủ các giải bát trung tép, và mỗi cái giải đó các cái tần số nó rất là chi tiết,
Nếu mà những cái đẩy thông thường thì nó không ra được các cái giải đó, cho nên là loa nó cũng không thể hiện được. Đấy, đấy các bác, tại sao anh Phương phân tích là như vậy. Các cái tần số của loa JB hoặc loa EV nó ra được các cái giải rất chi tiết, nhưng đẩy không đủ khả năng xử lý chi tiết thì lúc đó loa cũng coi như là nó không khai thác được hết. Vậy thì đương nhiên là chúng ta phải sử dụng những cái cục đẩy này. Cục đẩy Mỹ này nó sẽ khai thác được hết các cái giải chi tiết đó. Vậy thì nó ăn khớp với nhau, nó không khác gì là hai nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu một cái bài gọi là biểu diễn cực xuất sắc. Ai cũng phải khen, ai phải trầm trồ. Đấy, cho nên là chúng ta đầu tư thì chúng ta đầu tư nó đồng bộ, còn đầu tư cọc lệch thì đôi khi nó cũng không khai thác hết được. Và đặc biệt ngày hôm nay anh Phương lại còn giới thiệu các bác một lô đẩy crown 2004 loại Microtech. Hàng này thì nói chung là nếu các bác mà tìm được những con đẩy Microtech đẹp hơn thế này, em cứ cho không các bác 4 con này luôn. Các bác quan sát, hàng nó đẹp, em nghĩ rằng là mua về mà em thấy giật mình vì nó đẹp quá. Những cái chỗ này nó là cái keo, cái này em chỉ cần đánh đi cái nó hết, chỗ này là keo nha các bác nhé. Keo như kiểu keo băng dính, khi người ta bọc hàng về là người ta dán. Chứ còn những con này các bác nhìn cái cạnh trên, mép trên này, không có một vết xước gì. Đấy, nó đẹp dã man luôn. Những con này trang trí nó quá đẹp, từ những cái mút xốp này nó còn đẹp như này các bác này. Đấy, có 4 con thôi. Và máy của con này thì nó mỹ mãn luôn các bạn. Máy của con này đẹp mỹ mãn luôn. Hai nguồn này trông nó khôn này. Máy trong veo, xoay gương được các bạn. Đấy, nó phải thế này. Hai tụ vương miện, sò vương miện. Các bác nhìn ra sò này, đẹp chưa? Trông nó mê này. Đấy, những lô hàng nó đẹp thế này, các bác nào mà đang có ý định mua thì các bác đầu tư sớm. Đấy, đầu tư thật sớm. Nếu mà đầu tư muộn thì có khi lại cũng lại chậm. Những con đẩy này hiện tại đang có giá rơi vào khoảng độ 16.500.000 đồng một con. 16.500.000 đồng một con đẩy như mới. Còn con này có giá 19 triệu. Đấy, thì các bác đầu tư được con nào thì alo anh Phương. Đẹp lắm các bác, mà đánh cực hay luôn. Anh Phương nghe loa JB mới crown nó quen rồi, cho nên là nếu mà ghép thì chúng ta cứ ghép cái này vào, nó hay, mình cảm giác là nó nhẹ nhàng. Có điều là nó hơi cao một chút, giá thành thì đẩy Mỹ bao giờ nó cũng đắt. Cho nên là các bác cũng phải có một cái nguồn đầu tư thích hợp. Chúng ta có thể sử dụng những cục đẩy công suất nhỏ hơn, ví dụ như 600, cục đẩy 1200 thì công suất nó rẻ hơn. Thì các bác có thể gọi anh Phương với số máy 097 1998 55. Xin cảm ơn các bác rất nhiều. Xin chào tạm biệt các bác.